Chào mừng các em đến với tiết học địa lý ngày hôm nay. Trong tiết học trước, chúng ta đã tìm hiểu hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ. Hôm nay, cô trò chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại trong bài hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ tiếp theo. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 124-125. Mở đầu bài học, chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần 3. Vùng công nghiệp phát triển mạnh nhất nước ta. Các em đọc thông tin sách giáo khoa trang 124-125 và trả lời cho cô câu hỏi sau. Câu hỏi 1. Nguyên nhân nào làm cho ngành công nghiệp phát triển mạnh nhất nước ta? Câu hỏi 2. Nêu dẫn chứng thể hiện đồng bằng Nam Bộ có công nghiệp phát triển mạnh nhất nước ta. Các em cùng suy nghĩ và trả lời cho cô nhé. À, nguyên nhân làm cho ngành công nghiệp phát triển mạnh nhất nước ta là ở nơi đây có nguồn nguyên liệu và lao động, được xây dựng nhiều nhà máy. Một số dẫn chứng thể hiện đồng bằng Nam Bộ có công nghiệp phát triển mạnh nhất nước ta. Thứ nhất, hàng năm đồng bằng Nam Bộ tạo ra một nửa giá trị sản xuất công nghiệp cả nước. Các ngành công nghiệp như ngành hóa chất, khai thác dầu khí, phân bón, dệt, chế biến lương thực, thực phẩm. Tiếp theo, cô cùng các em quan sát một số hình ảnh sau đây. Hình ảnh sản xuất linh kiện điện tử. Hình ảnh dây chuyền sản xuất bột ngọt. Còn đây là chế biến hạt điều xuất khẩu. Phân xưởng cán đồng. Hình ảnh nhà máy đạm Phú Mỹ. Những hình ảnh trên thì cũng cho chúng ta thấy đồng bằng Nam Bộ là nơi có công nghiệp phát triển mạnh nhất nước ta, đúng không nào? Nơi đây có nguồn nguyên liệu và lao động, được đầu tư xây dựng nhiều nhà máy. Các ngành công nghiệp như dầu khí, chế biến lương thực, thực phẩm. À, vậy là cô và các em vừa tìm hiểu xong phần 3. Ở đây không chỉ phát triển về công nghiệp mà chợ nổi trên sông cũng là nét độc đáo của nơi đây đấy các em ạ. Để hiểu rõ thêm về điều này, cô cùng các em tìm hiểu sang phần 4, chợ nổi trên sông. Sau đây, cô sẽ cho các em xem một video. Các em cùng xem và theo dõi thật kỹ cho cô, để sau khi xem video này, các em sẽ trả lời cho cô một số câu hỏi nhé. Nhắc đến chợ nổi ở đồng bằng sông Cửu Long, người ta sẽ nhớ ngay đến chợ nổi Cái Răng. Đây cũng là chợ nổi lớn nhất ở thành phố Cần Thơ, chợ chuyên buôn bán các loại trái cây đặc sản của vùng đồng bằng sông nước Cửu Long. Đó cũng là nét độc đáo thu hút hàng chục nghìn lượt du khách đến tham quan mỗi năm. Chợ nổi này được trang du lịch do American Play bình chọn nằm trong số những chợ nổi đẹp nhất châu Á. Chợ nổi Cái Răng nằm trên sông Cái Răng, cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 6 km và mất khoảng 30 phút nếu đi bằng thuyền từ bến Ninh Kiều. Cũng như bao chợ nổi khác ở đồng bằng sông Cửu Long, chợ được hình thành để đáp ứng nhu cầu mua bán trao đổi hàng hóa khi đường bộ còn chưa phát triển. Chợ nổi Cái Răng đã trở thành một trong 7 điểm du lịch phải đến nếu bạn đi du lịch miền Tây. Chợ thường hợp khá sớm từ 3 giờ sáng đến khoảng 8-9 giờ sáng, nhộn nhịp nhất là vào khoảng 6-8 giờ sáng. Trong những ngày cận Tết, chợ hợp gần như suốt ngày. Nếu bạn đến chợ nổi Cái Răng những ngày cận Tết, bạn sẽ được tha hồ ngắm hoa. Thường thì mỗi ghe sẽ chỉ chuyên bán một loại mặt hàng. Trước mỗi ghe có một cây sao trống, trên đó treo loại mặt hàng mà ghe có như một hình thức quảng cáo. Ghe bán thường là ghe của chính vườn, trái cây sau khi hái xuống sẽ được chuyển ngay lên ghe để kịp rạng sáng hoặc chờ. Mặt hàng trái cây phong phú đa dạng chủng loại như cam, vú sữa, quýt, dừa. Do nhu cầu của người đi chợ nên không chỉ có các xuồng bán trái cây, nông sản mà còn có cả dịch vụ ăn uống. Mặt hàng chủ yếu là phở, hủ tiếu, cà phê phục vụ ngay trên xuồng. Các xuồng dịch vụ nhỏ len lỏi phục vụ khách đi chợ và cả khách tham quan. Khi
Khi người đi chợ có nhu cầu ăn uống, các xuồng dịch vụ sẽ cập sáng vào, các món đồ ăn được chế biến ngay trên xuồng. Là xứ trái cây nhưng nhìn chung giá trái cây được bày bán ở chợ cũng không phải là quá rẻ so với thành phố và những vùng khác. Tuy nhiên, ưu điểm và cũng là sức hút của chợ nổi Cái Răng đối với khách tham quan chính là giữ gìn được nét đẹp văn hóa vùng sông nước. Ngày nay chợ nổi như một điểm du lịch hấp dẫn mà du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài rất thích thú khám phá và trải nghiệm. Du khách muốn tham quan chợ nổi chỉ cần bỏ ra khoảng 150.000 đồng trên một người để thuê thuyền máy. Còn nếu du khách có nhu cầu đi ngang cầu Cần Thơ để ngắm cầu lúc bình minh sẽ phụ thu thêm 30.000 đồng trên một người. Giá dịch vụ không rẻ nhưng từ mờ sáng đến khi bắn giờ, thuyền nào cũng chật ních người và hầu như ngày nào các thuyền cũng đều phải hoạt động hết công suất. Trước khung cảnh trời nước mênh mông một vùng, dường như tâm hồn con người ta cũng rộng mở và khoáng đạt hơn, cảm nhận được sự khác biệt của cuộc sống nơi đây, thấy được sự chân thành, giản dị và hiếu khách đến lạ của những con người vùng sông nước Hậu Giang. Những ngày giáp Tết, đến Cần Thơ bạn không nên bỏ qua điểm du lịch này. Có nhiều tour du lịch được tổ chức cho du khách có thể lựa chọn để được ngắm sông nước mênh mông, ngắm mùa xuân về trên những chiếc thuyền bán hoa Tết rực rỡ sắc màu, để bạn hiểu thêm một mùa xuân nồng ấm của người dân đồng bằng sông Cửu Long. Vừa được xem video rồi đúng nào? Bây giờ các em cho cô biết chợ họp ở đâu, người dân đến chợ bằng phương tiện gì và kể tên cho cô một số hàng hóa có ở chợ. Dựa vào video các em vừa được xem thì các em có thể nhanh chóng trả lời được cho cô đúng không nào? Chợ họp ở những đoạn sông thuận tiện cho việc gặp gỡ, và người dân đến chợ bằng phương tiện chủ yếu là xuồng và ghe. Một số mặt hàng ở đây như là trái cây, thịt, cá, quần áo, vân vân. Các em thấy chợ nổi có thú vị không nào? Các em học sinh của cô, có bạn nào đã được đi chợ nổi chưa? Nếu bạn nào được đi chợ nổi rồi thì các em có thể kể tên cho cô một số chợ nổi mà các em đã từng đến. Còn bạn nào chưa được đi thì các em dựa vào sách giáo khoa kể tên cho cô một số chợ nổi trên sông ở đồng bằng sông Cửu Long mà em biết. Một số chợ nổi tiếng ở đồng bằng Nam Bộ: chợ nổi Cái Răng, Phong Điền, Cần Thơ, Phụng Hiệp, Hậu Giang; chợ nổi Ngã Năm, Sóc Trăng; chợ Cái Bè ở tỉnh Tiền Giang; chợ Long Xuyên, tỉnh An Giang; chợ Trà Ôn ở tỉnh Vĩnh Long. Nếu bạn nào chưa được đến chợ nổi thì các em cùng cô tham quan một số chợ nổi sau qua một số hình ảnh nhé. Đây là hình ảnh chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ, chợ nổi Long Xuyên ở An Giang, chợ nổi Ngã Năm ở tỉnh Sóc Trăng, chợ nổi Ngã Bảy ở tỉnh Hậu Giang. Còn đây là chợ nổi Cái Bè ở Tiền Giang, chợ nổi Trà Ôn ở tỉnh Vĩnh Long. Các em có thể thấy rằng chợ nổi trên sông là nét độc đáo của đồng bằng sông Cửu Long đúng không nào? Vậy qua tiết học ngày hôm nay, các em cần nhớ cho cô một số điều như sau. Đồng bằng Nam Bộ là nơi có công nghiệp phát triển nhất nước ta. Những ngành công nghiệp nổi tiếng là khai thác dầu khí, chế biến lương thực, thực phẩm, hóa chất, cơ khí, điện tử, dệt may. Chợ nổi tiếng trên sông là một nét độc đáo của đồng bằng sông Cửu Long. Sau khi học được bài này, các em cần học cho cô ghi nhớ sách giáo khoa và đừng quên chuẩn bị bài Thành phố Hồ Chí Minh. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Chúc các em học tốt. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.